Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cặp lục bình 1m6 với họa tiết là song hạc. Đây là dòng sản phẩm gồm sứ lam bát tràng. Họa tiết ở trên sản phẩm hình ảnh chính là một cặp chim hạc rất là đẹp. Phụ điểm với đó là hình ảnh hoa sen và trên cổ sản phẩm có hình ảnh cuốn thư. Đây chúng ta có thể quan sát nhé. Một cặp song hạc được vẽ rất là tỉ mỉ, chi tiết ở trên sản phẩm. Đây chúng ta đi quay đến phần dưới thì ở dưới có một cái đai sen rất là đẹp. Họa tiết các bạn đã nhìn thấy đều được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay. Và sản phẩm này thì được bảo hành về cái họa tiết màu sắc đến trọn đời, các bạn yên tâm sử dụng. Đây là một mặt trước và mặt sau của sản phẩm. Mặt sau là hình ảnh hoa sen, khóm hoa sen. Các bạn có thể thay đổi cách trang trí là các bạn có thể quay mặt trước và mặt sau tùy ý, để chúng ta có thể thay đổi cái góc nhìn. Mình là Khánh, các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, để giúp mình có động lực ra những clip tiếp theo để phục vụ các bạn, giúp các bạn có thể hiểu rõ được những cái sản phẩm mà các bạn đang quan tâm. Đây chúng ta thể quan sát nhé, rất là đẹp. Cặp lục bình song hạc, mặt trước là song hạc, mặt sau là hoa sen. Rồi, xin chào các bạn.